Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông Thái Lan ngày 17 tháng 7 dẫn lời cảnh sát nước này cho biết, nghi phạm Sarin Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, là người đã ra tay đầu độc vì nợ nạn nhân khoản tiền khoảng 7,5 tỷ đồng, tiền góp vốn xây bệnh viện tại Nhật Bản. Thiếu tướng Nopasin Punsawat, Phó Tư lệnh Cục Cảnh sát Bangkok cho biết, Sáu thi thể được tìm thấy trong phòng 502 của khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ngay trung tâm Bangkok. Theo lời khai, bà Sarin Chong ở phòng 502 một mình và có một nhân viên mang đồ ăn đồ uống đến cho bà. Các nhân viên khách sạn xác nhận đồ ăn đã được yêu cầu cất đi và bà Sarin Chong nhờ nhân viên pha trà. Tuy nhiên ngay sau đó, người phụ nữ này nói rằng bà sẽ tự làm và muốn ở lại trong phòng một mình. Sau khi kiểm tra camera an ninh, thấy có thêm năm người khác vào phòng. Kể từ thời điểm 14 giờ 17 phút ngày 16 tháng 7, không phát hiện ai đi ra ngoài hoặc vào phòng nữa. Cảnh sát cũng thông tin thêm, bà NTPL, 47 tuổi, và ông PHT, 49 tuổi, là vợ chồng. Họ đã bị bà Sarin Trong thuyết phục đầu tư. Bà Sarin Trong chỉ đóng vai trò môi giới. Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng nạn nhân làm nghề xây dựng. Bà Sarin Trong đứng ra làm môi giới để đầu tư xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, dự án trên không có tiến triển nên các nhà đầu tư bắt đầu kiện bà Trong ra một tòa án ở Nhật Bản. Nhóm các nhà đầu tư dự định sẽ gặp nhau tại tòa án ở Nhật Bản. Trong thời gian chờ đợi, Trong đã hẹn gặp hai vợ chồng nạn nhân để đàm phán. Ban đầu họ dự định đến Nhật Bản, song kế hoạch này bị hủy vì vấn đề visa. Địa điểm cuộc gặp được chuyển sang Bangkok, Thái Lan. Thiếu tướng Nopasin cho biết, sau khi kiểm tra cả 8 chiếc vali của các nạn nhân, không phát hiện vật dụng trái phép nhưng trong túi của bà Serin có tìm thấy hồ sơ kiện tụng đất đai từ năm 2022. Phía cảnh sát cũng cho biết, qua khám nghiệm tử thi, chất độc mà nghi phạm Serin trong sử dụng để đầu độc 5 người có đặc tính cyanua. Bà Serin Chong sau đó cũng tự sát bằng thuốc độc. Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của loại chất độc này. Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn đang nhanh chóng tiến hành điều tra để vụ việc sáng tỏ. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Mỹ hiện đang theo dõi chặt chẽ vụ việc nhóm 6 người gồm hai công dân Mỹ và bốn công dân Việt Nam được phát hiện tử vong trong khách sạn tại thủ đô Bangkok của Thái Lan tối 16 tháng 7. Bộ ngoại giao Việt Nam vừa cho biết ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại một khách sạn tại Bangkok, Thái Lan tối 16 tháng 7. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Phạm Việt Hùng cùng cán bộ đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan. Các đơn vị liên quan của Bộ ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nắm thông tin về hai công dân Mỹ chết ở Bangkok. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller nói rằng: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về nỗi mất mát. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự." Ông Miller nói thêm: "Bất cứ khi nào một công dân Mỹ tử vong ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương khi có công dân Mỹ thiệt mạng và chúng tôi chắc chắn đang làm như vậy. Trước đó, theo thông tin của cảnh sát Thái Lan, tại hiện trường vụ án cho thấy không có dấu hiệu của bạo lực, đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cũng đã tới tận hiện trường vụ án, yêu cầu tất cả các cơ quan của Thái Lan khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch. Ngày 17 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể nam thanh niên bốc mùi ở phòng trọ, nghi tử vong nhiều ngày. Theo thông tin ban đầu, một người dân gõ cửa một phòng trọ trên đường số 1, phường Linh Xuân để tìm một người đàn ông khoảng 31 tuổi. Xong hồi lâu nhưng không nghe tiếng trả lời, bên trong có bốc mùi hôi. Nghi chuyện chẳng lành, họ nhờ chủ trọ mở cửa thì phát hiện người này đã tử vong trên gác lửng nên gọi điện thoại báo lực lượng chức năng. Mở cửa kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới đã tử vong trên gác lửng, thi thể bốc mùi, hiện trường ghi nhận không có sự xáo trộn. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là anh NHT, 31 tuổi, sống tại phòng trọ nói trên. Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn khiến bốn mẹ con đi xe máy tử vong. Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải ô tức xe hổ vồ là Đoàn Văn Lương, sinh năm 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, dương tính với ma túy, chở quá tải trọng 74%. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 7, Lương lái xe hổ vồ biển kiểm soát 88C 28849, loại xe 15 tấn, chở cát, đá sỏi đi trên đường DH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khi vừa qua ngã tư giao với đường liên xã Ba Tràng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, xe hổ vô đâm vào thùng xe tải nhỏ, biển kiểm soát 29C 59775 do anh Lê Văn Ngờ, sinh năm 1966, trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cầm lái. Sau va chạm, xe tải nhỏ húc vào xe máy biển kiểm soát 29B108721 do chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1992, cầm lái, chở theo ba con nhỏ đang đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị Hát và ba con nhỏ, 9 tuổi, 11 tuổi, 13 tuổi, thiệt mạng tại chỗ. Tài xế xe tải nhỏ bị thương. Sau đó, tài xế xe hổ vô rời khỏi hiện trường. Đến đêm 16 tháng 7, người này đến cơ quan công an trình diện. Ngày 16 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu vàng với quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, sinh năm 1981, quê Bình Định, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh được xác định là chủ mưu cùng 23 bị cáo khác bị truy tố về tội buôn lậu theo khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự. Liên quan vụ án, nhiều chủ tiệm vàng tiêu thụ vàng lậu đã trở thành can phạm. Riêng đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ trốn đang bị bộ công an truy nã. Thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố, bà Trùm Nguyễn Thị Minh Phụng Khai, bản thân không có cửa hàng kinh doanh vàng bạc và bị cáo cũng biết rõ bản thân không được phép kinh doanh vàng. Phụng Khai sau khi vận chuyển vàng lậu về tới thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đưa về nhà mẹ đẻ ở đường Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và căn nhà thuê tại cư xá Lữ Gia, quận 11 để cất giấu. Mỗi khi có khách mua vàng, Phụng sẽ cho họ đến một trong hai địa chỉ này để giao dịch. Về những đối tượng người Campuchia mà Phụng có giao dịch mua vàng lậu, bị cáo khai không biết rõ là ai, chỉ quen biết bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dầu là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Tràng Riệc, phụng cũng thừa nhận mình sai nhưng phụng cho rằng mình không phải là người cầm đầu đường dây phụng khai bị cáo chỉ vận chuyển thuê cho bị cáo hằng để lấy tiền công là một mắt xích quan trọng trong hai đường dây buôn lậu vàng bị cáo nguyễn thị ngọc dầu khai thông qua một người tên là sóc liên bị cáo biết được phụng đang có nhu cầu đặt mua vàng nên đã chủ động gọi điện để trao đổi từ đó cả hai bắt tay hợp tác tạo nên đường dây buôn lậu vàng khủng từ campuchia về việt nam hồ sơ vụ án thể hiện đường dây của Phụng đã mua 4.830 kg vàng thỏi, sau đó bán cho các tiệm vàng trong nước để hưởng lợi. Bà Phụng nói, mình chỉ điều hành tại hoạt động mua bán vàng lậu khi hàng đã về tại thành phố Hồ Chí Minh, không điều hành hoạt động tại Campuchia. Bà Phụng nói, mình có quen biết với một người tên là Osen, chưa rõ lai lịch. Từ mối quen, người đàn ông này chào hàng và Phụng đặt hàng sẽ giao về Việt Nam. Tòa nhiều lần ngắt lời và nói không có ông Osen nào, nhưng người phụ nữ này vẫn khẳng định có sự tồn tại của nhân vật này. Trong quá trình điều tra, bà Phụng bị kê biên nhiều tài sản. Tại tòa, người phụ nữ này đã nói khối tài sản bị kê biên có nguồn gốc từ việc mình kinh doanh suốt nhiều năm chứ không liên quan đến tiền thu lợi bất chính trong vụ án này. Tiếp đó, hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dầu. Bà ta nói bị cáo Phụng khai không đúng, mình chỉ là người làm thuê cho Phụng. Bị cáo Dầu khai, trong vòng 2 tháng mình đã giúp Phụng chuyển 4.830 kg vàng, tổng giá trị khoảng hơn 6.000 tỷ đồng và được hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.